Ủa, anh Golem đâu rồi bác dân làng? Bà con làm gì họp hội ở đây đông quá vậy? Ồ, chắc đang bầu ra trưởng ấp á. Thấy bác thủ thư tri thức nè, sao không bầu bác đi? Ồ bác ơi, con rất thích người có trí tuệ giống như bác vậy đó. Nói về thơ ca con cũng một bụng luôn, không thua kém gì bác đâu. Nhà anh có cái bàn thờ, đèn nhang có đủ chỉ chờ mỗi em. Bác thấy con làm thơ hay không? Không hả? Thơ vậy mà chơi dở.